Xin chào cả nhà trước. Chúng ta có gì chào cả nhà đây? Hôm nay mình muốn giới thiệu đến cả nhà món gà nướng lung. Gà nướng lung hôm nay là được chọn là gà thái mường Ninh, gà thái mường ngoài của San San. Gà thái mường Ninh Hòa được chăm sóc với cái độ rất đặc biệt, đó là cho ăn bắp lúa và rau cỏ. Ngoài ra chúng rất có đặc điểm rất là không ít mỡ, rất là phù hợp với chị em phụ nữ ăn kiêng. Chúng ta có gì đây? Ở trên bàn thì có sẻ được cập nhật về lá chanh, muối trắng, muối hột. Thì gà này thì chúng ta nên chọn những gà khoảng từ cái 6 đến cái 8 là vừa. Nó thịt gà rất là mềm. Thì gà này thì được mình đã ướp sẵn trước. Thì trong đó có gia vị là hành tím, tỏi, sa tớ, mật ong. Thì bây giờ mình sẽ mình cho muối vào luôn. Mình cho khoảng chừng một mắt tay là vừa. Một mắt tay là vừa. Sau đó tiếp tục cho lá chanh vào. Lá chanh lên trên. Bỏ sẻ vào nhé. Nó thêm một lớp sẻ vào. Tiếp đó ta sẽ bỏ gà. Buồn quá. Vào vào luôn. Đây nắp lại. Để thật chặt, kín thì là hơi có nhiều hơi, gà sẽ chín và đều hơn. Bên này ta có một lòng than. Và bây giờ ta sẽ bỏ vào cái lu gà lên. Cả nhà thấy như thế nào? Lần đầu tiên làm chương trình live stream này để giới thiệu với cả nhà và muốn gà nướng luôn. Sắp tới mình sẽ cho ra sản phẩm gà khơi gừng, gà khơi gừng, gà hầm hạt sen và lẩu gà. Nên cả nhà muốn ủng hộ cho mình nhé. Thank you cả nhà.